Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Nga tuyên bố Ukraine tấn công hỏa tiễn vào Sevastopol ở Crimea bị tạm chiếm, gây ra các vụ nổ rất lớn. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề: Russia claims missiles attack on Sevastopol in occupied Crimea. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Lãnh đạo ủy quyền của Nga tại Sevastopol ở Crimea bị tạm chiếm, Mikhail Ravosayev, tuyên bố vào tối ngày 23 tháng 3 rằng 10 hỏa tiễn đã bị bắn hạ trên thành phố trong một cuộc tấn công đang diễn ra. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh có nhiều tuyên bố trên các kênh Telegram về các vụ nổ kinh hoàng và khói bốc lên ở Sevastopol. Ravosayev cho biết, lúc 22 giờ 40 giờ Kyiv, rằng cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn và kêu gọi người dân ở trong nơi trú ẩn. Ông cho biết, một cậu bé và một phụ nữ bị thương do mảnh đạn sau vụ tấn công. Các mảnh vỡ cũng rơi xuống phố Indochina thuộc quận Leninsky. Một chiếc xe hơi và cỏ bốc cháy. Nhà lãnh đạo ủy quyền của thành phố cho biết trên kênh Telegram của mình, Ravoyayev cáo buộc rằng một tòa nhà văn phòng, một tòa nhà 5 tầng, đường ống dẫn khí đốt, một con đường và những ngôi nhà trong thành phố đã bị hư hại. Kênh Crimea Wind Telegram đã đăng tải nhiều video và hình ảnh ghi lại cảnh những vụ nổ và khói bốc lên bên trên thành phố. Ravosayev tuyên bố rằng khói là phương tiện ngụy trang tiêu chuẩn của quân đội Nga. Theo Crimea Wind, người ta cũng nghe thấy tiếng nổ ở quận Balaklava và một vụ hỏa hoạn được báo cáo gần phi trường ở Simferopol. Kênh này cho biết cuộc tấn công được cho là ở Sevastopol đang diễn ra vào lúc 10 giờ 45 phút tối. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào Crimea bị tạm chiếm, nhắm vào các tài sản quân sự của Nga trong và xung quanh Hắc Hải. Nga đã xâm lược bất hợp pháp bán đảo này kể từ năm 2014 sau khi cách mạng Euromaidan lật đổ Tổng thống thân điện cẩm linh Viktor Yanukovych. Vụ thảm sát ở Mạc Tư Khoa gây ra cuộc chiến đổ lỗi. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Moscow Massacre Sparks Battle of Plame. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Việc nhà nước Hồi giáo tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố hôm thứ Sáu đã không ngăn được cuộc xung đột, những lời cáo buộc giữa Mạc Tư Khoa và Kyiv về các vụ giết người. Tiếng vang của tiếng súng và tiếng nổ lựu đạn hầu như không lắng xuống vào thứ Sáu trước khi các quan chức Nga và Ukraine bắt đầu cáo buộc lẫn nhau, đổ lỗi cho nhau về vụ thảm sát tại phòng hòa nhạc ở Mạc Tư Khoa khiến hơn 130 người thiệt mạng. Trong nỗ lực định hình câu chuyện sau cuộc tấn công, cả hai bên đều quyết tâm khẳng định mình là bên có lẽ phải. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người ngày nay chưa bao giờ ngừng chỉ trích Ukraine và phương Tây, đã lên kênh Telegram của mình để cảnh báo rằng sẽ phải trả giá đắt nếu Ukraine nhúng tay vào cuộc tấn công. Ông Medvedev viết, nếu xác định được đây là những kẻ khủng bố của chế độ Kyiv, thì tất cả bọn chúng phải bị tìm ra và tiêu diệt một cách tàn nhẫn như những kẻ khủng bố. Ông nói thêm, các đại diện chính thức của nhà nước sẽ không được miễn trừ. Nga gọi thủ đô của Ukraine là Kiev thay vì Kyiv như chính người Ukraine và các nước phương Tây gọi. Kyiv đáp trả Mạc Tư Khoa và Putin, cơ quan tình báo quân sự của Ukraine gọi tắt là GRU, cáo buộc các cơ quan đặc biệt của Putin đã gây ra các tay súng mặc đồng phục ngụy trang bắn chết những người đến xem buổi hòa nhạc hôm thứ Sáu, nói rằng đó là một sự khiêu khích có chủ ý nhằm biện minh cho các cuộc tấn công thậm chí còn cứng rắn hơn vào Ukraine. GRU cảnh báo, việc hành quyết công khai những người ở Mạc Tư Khoa nên được hiểu là lời đe dọa của Putin về việc leo thang và mở rộng chiến tranh thậm chí còn lớn hơn. Cơ quan này cho biết thêm, Putin có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các cuộc tấn công khủng bố như vậy để củng cố quyền lực của chính mình.
обов'язково, що кожен. Tiếng vang của các cuộc tấn công trước đó. Tờ Politico nhấn mạnh rằng những vụ thảm sát như thế này không phải là điều gì mới. Đó là sự ám chỉ được ngụy trang một cách sơ sài đến một loạt vụ nổ năm 1999 tại 4 khu chung cư ở các thành phố Buenos Aires, Mạc Tư Khoa và Volgodonsk của Nga, khiến hơn 300 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương. Các vụ nổ đã gây ra chiến tranh Chechnya lần thứ hai và làm tăng uy tín của thủ tướng lúc bấy giờ là Vladimir Putin, giúp ông được Boris Yeltsin chọn làm người kế nhiệm làm Tổng thống Nga. Trong nhiều năm vẫn còn đó những câu hỏi nghiêm chỉnh về việc liệu các vụ đánh bom có phải là cái gọi là hoạt động cờ giả do cơ quan an ninh của Nga thực hiện nhằm biện minh cho cuộc chiến Chechnya hay không. Nhưng cuộc trao đổi gay gắt sau vụ tấn công giữa Mạc Tư Khoa và Kyiv đã bị gián đoạn bởi nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ thảm sát những người vui chơi nhạc rock tại phòng hòa nhạc Krokus City ở vùng ngoại ô phía bắc Krasnogorsk của Mạc Tư Khoa. Thật vậy, vụ tấn công ở Mạc Tư Khoa gợi nhớ đến vụ tấn công của nhà nước Hồi giáo năm 2015 tại nhà hát Bataclan ở Paris, một vụ giết người khiến 90 người thiệt mạng. Vụ xả súng hôm thứ Sáu cũng có những điểm tương đồng với vụ bao vây nhà hát North Oz năm 2002, khi một nhóm tay súng và phụ nữ Chechnya chiếm giữ một nhà hát đông đúc ở phía đông Mạc Tư Khoa và yêu cầu chấm dứt chiến tranh Chechnya lần thứ hai. Một cuộc giải cứu vụng về của lực lượng đặc biệt Nga sử dụng khí gây ngủ chết người đã khiến nhiều con tin thiệt mạng hơn số bị các tay súng Hồi giáo giết chết. Nhiều thành viên của nhóm ly khai Hồi giáo Chechnya đứng đằng sau vụ tấn công nhà hát sau đó đã gia nhập nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo, còn được gọi là ISIS, ở Syria. Người Chechnya bắt đầu đến Syria từ năm 2011. Họ là đội quân lớn thứ hai trong số các chiến binh nước ngoài của nhà nước Hồi giáo và số lượng của họ cũng cao một cách không cân xứng trong phe Al-Qaeda ở Syria. Theo một nghiên cứu của Neil Howard cho Hội đồng Đại Tây Dương, dày dặn kinh nghiệm và dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, một số người Chechnya đã vươn lên trở thành chỉ huy của nhà nước Hồi giáo, trong đó có Umar Sistani và Salahuddin Sistani. Cơ quan an ninh Nga ước tính có khoảng 1.700 đến 3.000 người Chechnya cùng với các chiến binh khác từ Bắc Caucasus đã đến Syria để chiến đấu. Phiến quân ôn hòa ở Syria luôn nghi ngờ rằng các cơ quan tình báo Nga vui vẻ khuyến khích họ đi, tạo điều kiện cho họ đến đó dễ dàng bằng cách cấp hộ chiếu, vừa để loại bỏ họ, vừa nhằm gây rối và chia rẽ các nhóm nổi dậy chống lại đồng minh của Nga. Tổng thống Syria Bashar al-Assad, phiến quân chống Assad cũng cáo buộc chính phủ Syria hợp tác với nhà nước Hồi giáo để làm suy yếu họ và khi nó phục vụ các mục đích quân sự chiến thuật. Trong năm 2015 và 2016, nhà nước Hồi giáo dường như tận dụng sự can thiệp của Nga, tiến hành các cuộc tấn công chống lại các phe nổi dậy ôn hòa khi họ là mục tiêu của các cuộc không kích của Nga. Phiến quân lập luận rằng Damascus và Mạc Tư Khoa đã chơi một trò chơi ghép phức tạp, sử dụng các chiến binh thánh chiến đóng vai trò là người theo chuyên mục thứ năm, lên kế hoạch để họ phá hoại một cách hiệu quả cuộc cách mạng chống lại Assad và coi đó là cực đoan. Vào tháng 5 năm 2015, việc nhà nước Hồi giáo có thể dễ dàng chiếm được thành phố cổ Palmyra đã khiến một số nhà quan sát quân sự suy đoán rằng Assad và Nga đã cố tình từ bỏ địa điểm này với những tàn tích độc đáo, cùng những hiện vật và kho báu cổ xưa không thể thay thế để giành được thiện cảm của phương Tây. Phe nổi dậy ôn hòa cho biết sự hợp tác đôi khi rất rõ ràng giữa Nga với chế độ Assad và nhà nước Hồi giáo. Một nhà lãnh đạo đã phàn nàn với phóng viên này vào năm 2015 rằng khi ISIS cố gắng tấn công các vị trí của chúng tôi, chế độ Assad và người Nga đã hỗ trợ họ bằng các cuộc không kích và pháo kích. Nhưng cuộc hôn nhân thuận lợi đó sau đó đã không giúp ích được gì cho Nga với những kẻ Hồi giáo cực đoan từ Chechnya và Bắc Caucasus, những kẻ vẫn gây ra mối đe dọa cho Nga. Cơ quan an ninh FSB của Nga cho biết họ đã ngăn chặn hàng chục âm mưu của nhà nước Hồi giáo trong những năm gần đây. Và đầu tháng này họ tuyên bố đã giết chết hai công dân Kazakhstan gần Mạc Tư Khoa.
Họ cũng cho biết nửa tá tay súng của nhà nước Hồi giáo đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng ở Ingushetia trong tháng này. Bất chấp việc nhà nước Hồi giáo tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ thảm sát hôm thứ Sáu ở Mạc Tư Khoa, Điện Cẩm Linh có thể sẽ khai thác vụ giết người tại phòng hòa nhạc cho mục đích tuyên truyền. Chính phủ Putin có thể sẽ tiếp tục cho rằng Ukraine có liên quan bằng cách nào đó, mặc dù vụ tấn công là một hành động khủng bố, chấm dứt hoàn toàn. Sam Greene, nhà phân tích tại Trung tâm Phân tích Chính sách Âu Châu lập luận trong một bài đăng trên X. Greene viết, nếu không ngăn chặn được điều đó, Điện Cẩm Linh có thể sẽ tìm cách sử dụng nó. Điều này có thể đồng nghĩa với việc đổ lỗi cho Ukraine, đồng thời cảnh báo việc Điện Cẩm Linh sử dụng cuộc tấn công vì mục đích chính trị không có nghĩa là điều đó sẽ xảy ra như một hoạt động cơ giả. Ngay sau khi Greene đăng bài viết của mình thì chính nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã tuyên bố trong một chương trình phát sóng rằng những kẻ tấn công đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đang đi về phía Ukraine. Ông nói thêm trong tuyên bố công khai đầu tiên về vụ tấn công. Tất cả bốn thủ phạm đã được tìm thấy và giam giữ. Họ cố gắng lẩn trốn và di chuyển về phía Ukraine, nơi trước đây đã có sẵn một cánh cửa để họ vượt qua biên giới. Theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Ukraine, Dmytro Kuleba gọi những cáo buộc như vậy của Nga là sự khiêu khích có kế hoạch của Điện Cẩm Linh nhằm tiếp tục thúc đẩy làn sóng cuồng loạn chống Ukraine trong xã hội Nga, nhằm mục đích làm mất uy tín của Ukraine trong mắt cộng đồng quốc tế. Nga cam kết tung ra hai tập đoàn quân mới trong một cảnh báo đáng lo ngại cho phương Tây. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russia blessed two new ground armies in ominous warning to West. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sergei Shoigu tuyên bố Nga sẽ thành lập hai tập đoàn quân mới trước cuối năm nay trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng Mạc Tư Khoa đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến cuối cùng với NATO. Hôm thứ Tư, ông Shoigu đã công bố kế hoạch tăng cường năng lực quân sự thông thường của Nga, đồng thời cho biết nước này đã thành lập một quân đoàn và một sư đoàn cơ giới. Ngoài ra, ông cho biết quân đội Nga có kế hoạch thành lập hai quân đoàn vũ trang tổng hợp và 14 sư đoàn, cũng như 16 lữ đoàn vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, một cựu quan chức ngoại giao Anh nói với Newsweek rằng thông báo của Shoigu không báo hiệu một cuộc tấn công của Nga vào phương Tây, mà là sự tái tuyên bố về các kế hoạch cơ cấu dài hạn trước đó đã được Vladimir Putin phê duyệt vào cuối năm 2022. Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISW lưu ý rằng năm ngoái, Nga đã thành lập hai quân đoàn tổng hợp mới, thứ 25 và thứ 18. Vào tháng Giêng năm 2023, Shoigu thông báo rằng Mạc Tư Khoa cũng sẽ thành lập 3 sư đoàn súng trường cơ giới mới và 2 sư đoàn dù mới, cũng như tổ chức lại 7 lữ đoàn súng trường cơ giới thành các sư đoàn súng trường cơ giới. ISW cho biết, thông báo của Shoigu hôm thứ Tư không phân biệt giữa các sư đoàn súng trường cơ giới và dù. Điều này có thể có nghĩa là Mạc Tư Khoa sẽ thành lập 2 sư đoàn mới trong năm nay, bên cạnh 12 sư đoàn được công bố vào tháng Giêng năm 2023. John Foreman, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Mạc Tư Khoa và Kyiv cho biết, tuyên bố ngày hôm qua của Shoigu không phải là mới và không báo trước một cuộc tấn công của Nga vào NATO. Đây là sự lặp lại các kế hoạch đã được công bố trước đó nhằm mở rộng và tái định hình quân đội Nga như một biện pháp phòng thủ chiến lược nhằm đáp trả việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Shoigu thường không rõ ràng về các chi tiết, Foreman nói. Tôi không tin rằng Nga hiện tại có khả năng cung cấp nhân lực, huấn luyện và trang bị cho những đơn vị mới lớn hơn này trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với những cuộc đấu tranh ở Ukraine. Những tổn thất đang diễn ra, áp lực nghiêm trọng đối với tổ hợp công nghiệp quân sự và việc phá hủy một lượng lớn thiết giáp và các thiết bị khác. Trong đánh giá hôm thứ Tư, ISW cũng cho biết Nga hiện thiếu nhân lực, cơ sở hạ tầng và năng lực huấn luyện để thành lập một số sư đoàn hoàn toàn mới cho các đội hình lục quân. ISW cho biết thêm,
Các kế hoạch này có nhiều khả năng tăng cường khả năng quân sự của Nga trước NATO. Những thay đổi nhân sự trong MOD của Nga có thể là dấu hiệu rõ ràng hơn về sự chuẩn bị của Nga trong một cuộc xung đột dài hạn. Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh có những lo ngại về kế hoạch của Vladimir Putin sau cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, với việc Tổng thống Joe Biden cho biết vào tháng 12 rằng Nga sẽ tìm cách tấn công một quốc gia NATO. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói với CNBC hôm thứ Tư rằng Putin đang chuyển Nga sang nền kinh tế chiến tranh với mục đích có thể tấn công liên minh này sớm nhất là vào năm 2026 hoặc 2027, trích dẫn nghiên cứu không xác định của Đức. Vào tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Joel Lund Poulsen cho biết thông tin tình báo cho thấy Nga có thể cố gắng tấn công một quốc gia NATO trong vòng 3 đến 5 năm tới. ISW cho biết mốc thời gian để tạo ra mối đe dọa quân sự thông thường đáng kể của Nga phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài chính mà Putin sẵn sàng chi ra để chống lại các nỗ lực quân sự. Trong khi đó, Andriy Usov, phát ngôn nhân tình báo quân đội Ukraine hôm thứ Hai cho biết, Nga có thể cởi mở hơn việc huy động quân khi cuộc bầu cử do Điện Cẩm Linh kiểm soát nhằm đưa ông Putin trở lại nắm quyền đã kết thúc. Tuy nhiên, ông nói rằng, hoạt động quân dịch bí mật của quân đội Nga vẫn đang diễn ra và chưa dừng lại trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống. Tình báo quốc phòng Ukraine cùng với phong trào kháng chiến tiêu diệt nhóm quân Nga và trang thiết bị của họ ở Melitopol. Tình báo quốc phòng Ukraine, gọi tắt là DIU, cùng với phong trào kháng chiến đã tiêu diệt một nhóm quân đội Nga và trang thiết bị của họ ở Melitopol. Phát ngôn nhân cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết như trên trong cuộc họp báo tại Kyiv. Được biết, vào thứ Sáu ngày 22 tháng 3, hai vụ nổ đã xảy ra tại thành phố. Tuyên bố cho biết do một hành động đặc biệt của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine và phong trào kháng chiến địa phương, một nhóm quân xâm lược Nga và thiết bị quân sự của chúng đã bị đánh bại thành công. Theo dữ liệu sơ bộ, khoảng 20 binh sĩ Nga, hai xe tải nghiêng Kamaz và một chiếc UAZ Patriot ở tâm chấn vụ nổ. Việc làm rõ tổn thất của quân xâm lược đang diễn ra. Như đã đưa tin, ngày 7 tháng 3, một kho đạn dược của quân đội Nga đã phát nổ ở Melitopol. Tổng thống Zelensky đề cập đến vụ nổ súng ở Mạc Tư Khoa. Những nỗ lực của Putin nhằm liên kết nó với Ukraine hoàn toàn có thể đoán trước được. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phát biểu vào ngày 23 tháng 3 về vụ xả súng chết người tại một phòng hòa nhạc gần Mạc Tư Khoa, bác bỏ những nỗ lực của Điện Cẩm Linh nhằm liên kết nó với Ukraine. Theo cập nhật mới nhất của chính quyền Nga, một số tay súng đã nổ súng tại tòa thị chính Krokus ở Krasnogorsk, phía tây bắc Mạc Tư Khoa vào tối 22 tháng 3, khiến 133 người thiệt mạng và ít nhất 140 người bị thương. Trong khi nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công, các quan chức Nga đang cố gắng đổ lỗi cho Kyiv mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Putin tuyên bố rằng những nghi phạm bị bắt giữ đã lên kế hoạch trốn sang Ukraine, nơi được cho là đã chuẩn bị sẵn một cửa sổ cho họ. Putin và những tên côn đồ của ông ta chỉ đang cố đổ lỗi cho người khác. Chuyện này đã từng xảy ra trước đây. Đã có những ngôi nhà bị nổ tung, những vụ xả súng, vụ nổ và họ luôn đổ lỗi cho người khác, Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu của mình. Năm 1999, ngay trước khi Vladimir Putin trở thành Tổng thống, một loạt vụ đánh bom chung cư, trong đó có vụ đánh bom trên đường cao tốc Kakhetskoye của Mạc Tư Khoa, đã làm rung chuyển nước Nga, được cho là do phe ly khai Chechnya thực hiện, châm ngòi cho cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ hai. Kể từ đó, tiếp tục có đồn đoán rằng Putin và Cơ quan An ninh Liên bang, gọi tắt là FSB, đã dàn dựng các vụ đánh bom để nâng cao danh tiếng của ông ta và hợp pháp hóa cuộc chiến. Nga đến Ukraine, họ đang đốt cháy các thành phố của chúng ta
và họ đang cố đổ lỗi cho Ukraine. Tổng thống Zelensky nói chỉ một ngày sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến 5 dân thường thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Họ đã gửi hàng trăm ngàn kẻ khủng bố đến đây, trên đất Ukraine. Họ đang chiến đấu chống lại chúng ta và không quan tâm đến những gì xảy ra ở đất nước họ. Tổng thống Zelensky lưu ý rằng Putin ban đầu giữ im lặng về vụ nổ súng, chờ cả ngày để tìm cách kết nối nó với Ukraine. Tất cả đều hoàn toàn có thể đoán trước được. Tổng thống nhận xét rằng hàng trăm ngàn người Nga hiện đang bị giết trên đất Ukraine chắc chắn sẽ đủ để ngăn chặn bất kỳ kẻ khủng bố nào. Nếu người Nga sẵn sàng chết lặng trong nghệ Tây và không hỏi bất kỳ câu hỏi nào về cơ quan an ninh của họ, thì Putin sẽ cố gắng sử dụng nhiều trường hợp như thế này hơn để củng cố quyền lực cá nhân của mình. Theo Điện Cẩm Linh, tổng cộng 11 người liên quan đến vụ nổ súng đã bị giam giữ. 4 người trong số họ được coi là thủ phạm. Khi đề cập đến vụ nổ súng, ông Putin không đề cập đến việc nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm, cũng như không cảnh báo các nước phương Tây về một cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra ở Mạc Tư Khoa. Kyiv trước đó đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến vụ xả súng hàng loạt. Tòa Bạch Ốc cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine đứng sau vụ tấn công Mạc Tư Khoa. Tình báo quân sự Ukraine gọi tắt là GUR gọi vụ nổ súng là sự khiêu khích có chủ ý của các cơ quan đặc biệt của Putin. GUR tuyên bố cuộc tấn công nhằm mục đích biện minh cho các cuộc tấn công, thậm chí còn cứng rắn hơn vào Ukraine và tổng động viên ở Nga. Nga tấn công Kharkiv bằng hỏa tiễn KH-35, làm hư hại nhà kho, tòa nhà doanh nghiệp. Quân đội Nga đã tấn công quận Slobisky của Kharkiv bằng hỏa tiễn KH-35 và làm hư hại các nhà kho và tòa nhà của doanh nghiệp. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv chiều Chủ nhật, ngày 24 tháng 3, phát ngôn nhân Cảnh sát Quốc gia Ukraine, Đại úy Aliona Luislitska cho biết như trên. Cô nói rằng quân đội Nga tấn công thành phố vào khoảng 5 giờ 45 chiều thứ Bảy. Các quan chức thực thi pháp luật đã mở một cuộc điều tra trước khi xét xử về hành vi vi phạm luật pháp và phong tục chiến tranh. Như đã đưa tin, vào ngày 23 tháng 3, quân xâm lược Nga đã pháo kích vào khu công nghiệp của một trong các huyện của Kharkiv. Thị trưởng thành phố thông báo rằng một tòa nhà phi dân cư đã bị hư hại. Vụ khủng bố Mạc Tư Khoa, nghi phạm bị bắt giữ khi số người chết lên tới 133. Chính quyền Nga đã bắt giữ 11 người liên quan đến vụ tấn công khủng bố hôm thứ Sáu tại phòng hòa nhạc ở Mạc Tư Khoa, khi số người chết trong vụ xả súng điên cuồng tăng lên hơn 100. Một nhánh của nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tàn sát, một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất mà Mạc Tư Khoa phải trải qua trong những năm gần đây. Ủy ban điều tra Nga cho biết, 4 trong số những người bị bắt giữ có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công. Các nghi phạm đã bị chặn lại ở khu vực Bryansk phía tây nước Nga, không xa biên giới với Ukraine, cơ quan này cho biết. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nắm bắt được những hàm ý liên quan đến Ukraine, Zakharova nói hôm thứ Bảy. Bây giờ chúng tôi đã biết những tên khốn sát nhân này định trốn khỏi bị truy tố ở quốc gia nào, Ukraine. Ukraine, quốc gia đã tự bảo vệ mình khỏi cuộc xâm lược toàn diện của Nga trong 2 năm, đã phủ nhận mọi trách nhiệm. Mikhailo Podolyak, phát ngôn nhân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kyiv không liên quan gì đến vụ tấn công. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, ông coi những cáo buộc của Nga là một hành động khiêu khích có kế hoạch của Điện Cẩm Linh nhằm tiếp tục thúc đẩy làn sóng cuồng loạn chống Ukraine trong xã hội Nga, với mục đích làm mất uy tín của Ukraine trong mắt cộng đồng quốc tế. Nhà chức trách cho biết, vụ nổ súng tại địa điểm tòa thị chính Kharkiv đã giết chết ít nhất 133 người, trong đó có 3 trẻ em, hơn 100 người khác bị thương. Hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin, việc tìm kiếm thêm nạn nhân sẽ tiếp tục trong ít nhất vài ngày. Cơ quan an ninh Liên bang Nga gọi tắt là FSB đã báo cáo vụ bắt giữ cho Putin.
bao gồm 4 kẻ khủng bố liên quan trực tiếp đến vụ tấn công khủng bố vào tòa thị chính Krakus, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin. Theo RIA Novosti, sau vụ tấn công, bọn tội phạm đã cố gắng trốn thoát bằng cách lái xe về phía biên giới Nga-Ukraine và chúng có những liên hệ liên quan ở phía Ukraine, FSB cho biết. Họ hiện đang được chuyển đến mạng tư khoa. Vào ngày 7 tháng 3, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Nga đã đưa ra cảnh báo cho công dân Hoa Kỳ rằng họ đang theo dõi các báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm vào các cuộc tụ họp lớn ở mạng tư khoa, bao gồm cả các buổi hòa nhạc. Tờ New York Times đưa tin, các cơ quan tình báo Mỹ đã thu thập thông tin rằng một nhánh của nhà nước Hồi giáo có tên ISIS-K và có trụ sở tại Afghanistan đang lên kế hoạch tấn công mặt cơ khoa. Tờ báo cho biết các quan chức Mỹ được cho là đã chia sẻ thông tin tình báo về một cuộc tấn công sắp xảy ra với chính quyền Nga. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, chính quyền Mỹ không nên quên thông tin vào môi trường chính trị của họ đã liên kết những kẻ khủng bố bắn người ở tòa thị chính Krakus với tổ chức khủng bố bị cấm ISIS như thế nào. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh ngày 23 tháng 3. Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến các vụ Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thu Trinh. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2024, một quan chức tình báo Ukraine được cho là đã tuyên bố rằng Ukraine đã tấn công thành công 12 nhà máy lọc dầu của Nga bằng máy bay không người lái. Vào ngày 15 và ngày 16 tháng 3, truyền thông Ukraine đưa tin 3 nhà máy lọc dầu lớn ở tỉnh Samara ở miền nam nước Nga cũng bị tấn công. Một số cơ sở xa nhất bị tấn công cách Ukraine khoảng 900 km, cho thấy tầm tấn công của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Những cuộc tấn công này đang gây tổn thất tài chính cho Nga, ảnh hưởng đến thị trường nhiên liệu trong nước. Các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các nhà máy lọc dầu có thể đã làm gián đoạn ít nhất 10% công suất lọc dầu của Nga. Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, việc sửa chữa lớn có thể mất thời gian và chi phí đáng kể. Các biện pháp trừng phạt rất có thể sẽ làm tăng thời gian và chi phí tìm nguồn cung ứng thiết bị thay thế. Theo một quan chức Bộ Năng lượng, Nga đang có kế hoạch triển khai hệ thống phòng không Panzer để bảo vệ các nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, với tầm vóc và quy mô của ngành năng lượng Nga, khó có khả năng Nga có thể bảo vệ được tất cả các cơ sở dễ bị tổn thương. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.